Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang hướng đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với Mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục sư ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Chương trình phát thanh Tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang hướng đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta được tiếp tục chương trình chia sẻ phúc âm tin mừng cho bà con người Việt tha hương qua làn sóng điện. Hôm nay chúng ta đang sống trong một cái thời điểm rất nhiều biến cố xảy ra. Ngay cả người Việt tha hương của chúng ta cũng có nhiều tin tức về Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thời đại và chúng ta rất là cần sự dẫn dắt của Chúa, của Đức Chúa Trời để chúng ta sống như thế nào một cách có bình yên, đúng mục đích. Trong chương trình phát thanh, chúng tôi luôn luôn nghĩ đến ý của Chúa, lời của Chúa, nước của Chúa. Và chúng ta hãy tiếp tục cái chương trình học lời của Chúa. Và qua lời của Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giang đoạn 2 từ câu 13 cho đến hết đoạn. Và sự hiện diện của chương trình này gồm có thầy Lê Minh Thảo. Xin mời thầy Lê Minh Thảo chào hỏi và đọc Kinh Thánh nha. Xin kính chào quý vị thính giả và kính chào Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Hôm nay chúng ta sẽ xem Kinh Thánh trong câu chuyện Đức Chúa Giêsu tại Jerusalem và những kẻ buôn bán bị đuổi khỏi đền thờ. Câu chuyện này được chép trong sách Giăng đoạn 2 từ câu 13 cho đến câu 25. Xin kính mời quý vị cùng tôi theo dõi lời của Chúa. Kinh Thánh chép: Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giuđa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giuđa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài đã được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Đương lúc Ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.
Cảm ơn thầy Thảo. Tôi thấy đoạn kinh thánh này rất là quan trọng đó, bởi vì nó nhắc đến một cái định chế rất là lâu đời của người Do Thái là đền thờ, mà không phải chỉ một năm một tháng nhưng mà rất nhiều năm tháng. Thầy Thảo có biết tại sao trong đền thờ mà lại có người buôn bán bò chiên bồ câu rồi đổi bạc rồi nói là về đền thờ này đã mất xây mất 46 năm. Như vậy thì nó có ý nghĩa gì về phương diện lịch sử ở trong đoạn kinh thánh này không? Dạ, xin chào quý vị thính giả. Về đền thờ của người Do Thái thì quả thật đó là nơi trung tâm của đời sống tôn giáo xã hội của người Do Thái. Đền thờ lần đầu tiên được xây dựng là bởi vua Salomon năm 949 trước công nguyên. Nhưng rồi đền thờ đó đã bị phá đổ dưới thời mà dân Do Thái bị xâm chiếm bởi quân Babylon. Và đền thờ đó sau này khi dân Do Thái mà đi lưu đày trở về năm 515 thì họ tái xây dựng lại đền thờ của họ. Đền thờ là nơi họ dâng tế lễ cũng như là nơi các thầy tế lễ ở đó và dâng tế lễ cho dân chúng. Người ta xây dựng lại đền thờ năm 515 trước công nguyên, nhưng đến năm thứ 46 năm trước khi mà câu chuyện mà chúng ta học xảy ra đó thì vua Herod đã cho tái thiết lại đền thờ. Cho nên là bởi vậy có cái câu hỏi của những người Juda đó rằng là người ta xây đền thờ này mất 46 năm, thật sự đó là thời gian mà vua Herod tái thiết đền thờ từ 46 năm trước. Và đền thờ này luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, đời sống văn hóa, xã hội của người Do Thái thời đó. Cho nên trong ngày lễ vượt qua là bối cảnh của câu chuyện mà chúng ta học đây đó, thì dân Do Thái ở khắp mọi nơi, không chỉ riêng trên xứ Thánh, mà dân Do Thái ở khắp mọi nơi, ở châu Âu, ở các vùng lân cận, họ cũng về đền thờ để họ hành hương và họ dâng tế lễ. Và trong cái bối cảnh đó, Chúa Giêsu cũng từ quê nhà của Ngài là ở làng Nazareth và lên đền thờ như một người nam Do Thái, giữ các luật pháp, giữ các điều răn mà Đức Chúa Trời truyền dạy. Và Ngài thấy những chuyện buôn bán đổi chác trong đền thờ và Ngài đã tỏ thái độ. Qua đoạn kinh thánh này tôi nhìn thấy cái mục đích lớn của người Do Thái ở khắp nơi, đó là họ hành hương trở về xứ thánh để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì ở xa đó, họ muốn cũng dâng tế lễ sự thờ phượng theo cái sự đòi hỏi của đền thờ, nhưng mà không có mang theo con bò, con chiên, con bồ câu, rồi họ chỉ mang theo tiền bạc thôi. Mà ở đền thờ này thì nhà cầm quyền đền thờ đó lúc bây giờ họ đưa ra những quy định là phải sử dụng cái tiền của đền thờ thì mới hợp tình hợp lý, mới hợp pháp. Cho nên họ phải đổi ra tiền, sau đó rồi họ mua những con bò, con chiên, con bồ câu bán rất là gần ở bên ngoài đền thờ đó. Nhưng mà lần lần thì từ cái nghi thức thờ phượng đó, nó đã bị làm dụng bởi những người quyền thế, làm dụng bởi những người không có hiểu cái mục đích của sự thờ phượng, cho nên đã gây ra một cái tình trạng mà Chúa Giêsu không có hài lòng. Cho nên Chúa đã thấy người ta buôn bán và Ngài bèn một cái roi bằng dây đuổi hết thảy ra khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vải tiền của người đổi bạc và đổ bàn của họ, và phán rằng: "Hãy cất bỏ khỏi đây, đừng làm nhà cha ta thành ra nhà buôn bán." Tôi học được ở đây một bài học về đền thờ mà Chúa gọi là nhà cha ta. Không biết thầy Thảo có ý nghĩa gì về về cái cách dùng chữ của Chúa Giêsu: đền thờ là nhà cha ta, mà nhà cha ta là phải như thế nào? Tại sao Chúa nói rằng sao các ngươi biến nó trở thành nhà buôn bán? Dạ, cái danh từ nhà cha ta nghe rất là gần gũi, rất là thân thương đó mục sư. Tôi nghĩ là nhiều người Do Thái cũng nghĩ về điều đó khi mà họ hành hương về đền thờ.
Trước đây thì họ đem theo chiên, bò, dê, bồ câu, họ phải tự đem theo. Từ ở nhà mình có nuôi cái con gì, mình lựa nó ra những cái con tốt nhất dâng lên cho Chúa. Nhưng rồi từ khi mà đền thờ trở nên quá đông đúc và người ta đem đến quá nhiều chiên bò thì người ta lại nghĩ ra một cách là thôi đơn giản hóa vấn đề, thôi để đến đền thờ mua thì nó tiện hơn. Nhưng mà mua rồi dâng đó thì cái vấn đề nó lại trở nên khác, nó lại liên quan đến tiền bạc, nó không có thể hiện nhiều cái tấm lòng của người dân, con dân Chúa khi mà họ nuôi được con chiên, con dê từ nhà mình mà đem đến đền thờ dâng cho Chúa. Cái ý nghĩa tôi thấy nó cũng thay đổi đi nhiều, nó không còn thân mật, không còn tình cảm, còn không còn sự tôn kính như trước. Cho nên Chúa Giêsu thì Ngài dùng chữ đây là nhà cha ta, và mình thấy rõ ràng là Chúa muốn thiết lập lại cái mối liên hệ, cái mối thâm tình giữa Đức Chúa Trời và con người, giữa con người và Đức Chúa Trời, hơn là những cái quy luật, những cái lễ nghi mà của người Do Thái, do các thầy tế lễ bày ra, nó làm cho con người phân cách với tình cảm với Đức Chúa Trời. Có một cái bài học rất lớn chúng ta học ở đây là khi Đức Chúa Giêsu nhìn thấy cái hoàn cảnh đó thì Ngài làm một cái hành động cụ thể, đó là rửa sạch hay là tẩy sạch đền thờ. Nhưng mà nó nói lên một cái bài học lớn mà ít người để ý. Chúng ta chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy ở bên trong. Ở trong lòng của chúng ta cũng có thể gọi là cái đền thờ của Chúa. Nếu lòng của chúng ta trong sạch, gần gũi với Chúa, tốt đẹp, giữ mối liên hệ được với Chúa, làm Chúa hài lòng, thì đó chính là sự thờ phượng phải lã và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều này Chúa cũng đã dạy ở trong những đoạn kinh thánh khác, và sau này chúng ta sẽ học là sự thờ phượng thật, sự thờ phượng đúng ý nghĩa là nó phải từ tấm lòng được sự thay đổi, được biến hóa, một tấm lòng mà có sự sống của Chúa. Cho nên Chúa nói rằng hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dừng lại. Thì các môn đồ sau đó đã hiểu ngay rằng chính Chúa đã nói về thân thể của Ngài, về cái đền thờ của Ngài. Thân thể của chúng ta là đền thờ. Không biết là thầy Thảo có suy nghĩ gì về cái mối liên hệ giữa ý của Chúa nói rằng thân thể của chúng ta là đền thờ Chúa ngự ngay hôm nay hay không? Dạ đúng rồi, sứ đồ Phao-lô có nói cho chúng ta biết rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa, mà quả thật như vậy bởi vì Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể mỗi con dân Chúa, đang ngự nơi tấm lòng của chúng ta. Cho nên đền thờ của người Do Thái về một phương diện nó không còn cần thiết nữa. Mà quả thật như vậy, đền thờ của người Do Thái mà chúng ta học ở trong đoạn kinh thánh này ở thành Jerusalem đó, nó đã bị người La Mã đập bể nát năm 70 sau công nguyên và nó chưa hề được xây dựng trở lại. Thì vai trò của đền thờ đến năm 70 là không còn cần thiết nữa. Và hiện nay, đền thờ của chúng ta là nơi lòng của chúng ta đây, là nơi nơi nào có Chúa ngự, nơi đó là đền thờ. Và Chúa Giêsu đã nói trước về điều này. Chúa dạy dỗ khi mà Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài, hãy lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúng ta cần thờ lại Chúa với tâm thần và lẽ thật, tức là với chân lý và sự hết lòng của mình. Chứ còn vấn đề vị trí nơi chốn đền thờ ở thành Jerusalem hay là ở xứ Samari đi nữa, giống như một người đàn bà bên giếng nước hỏi Chúa đó, chúng tôi phải thờ phượng ở đâu? Chúa nói rằng nơi mà thờ phượng tốt nhất đó là tấm lòng của mỗi chúng ta cần dâng lên cho Chúa, dâng tấm lòng của mình lên Chúa và mời Chúa Ngài ngự làm Chúa trong lòng của chúng ta, đó là sự thờ phượng phải lẽ. Trong đoạn kinh thánh này cũng có đưa ra cái nhận xét là sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ bèn gẫm Ngài có nói lời đó thì tin kinh thánh và tin lời Đức Chúa Giêsu. Thì Thảo sẽ thấy rằng
Cái chính ở đây là lời của Chúa chỉ dẫn, và chúng ta có tin và có làm theo hay không. Chúng ta có kiểm tra xem cái lời của Chúa nó có phù hợp với cái hoàn cảnh hay không, với đời sống hay không, và những cái diễn biến xảy ra đó nó dạy chúng ta những bài học về ý của Chúa như thế nào. Chẳng hạn như ở trong Kinh Thánh nói rằng khi Chúa chết trên thập tự giá thì ở trong đền thờ này đó, bức màn nó bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, nghĩa là đã đến lúc mà đền thờ vật chất nó không còn cần thiết nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời đã mở ra chúng ta một cơ hội để trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời thông qua sự hy sinh của Chúa. Và đây chính là điều quan trọng của tin mừng, của tin lành, của Kinh Thánh. Và Kinh Thánh nói gì, Giêsu nói gì là hai cái tiêu chuẩn để chúng ta quyết định. Không phải là bởi những cái tổ chức tôn giáo, giáo phái này, giáo phái khác, hay là người tổ chức này, tổ chức khác mà nói ra. Cái vấn đề quan trọng ngày hôm nay là chúng ta phải đọc Kinh Thánh và nghe lời Chúa Giêsu, so sánh, đối chiếu để biết đâu chính là lời của Chúa, và nó được định nghĩa hay là nó được thành hình bởi một cái chữ mà Kinh Thánh gọi là tin Ngài. Chúng ta nghiên cứu, suy nghĩ, áp dụng với lòng tin, bởi vì người công bình sống bởi đức tin. Thì Thảo có bài học gì về vấn đề này trong cái việc áp dụng lời của Chúa ngày hôm nay hay không? Dạ, các môn đồ sau khi nghe Chúa giảng thì họ cũng chưa có tin liền. Thật sự Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cho đến khi Chúa từ kẻ chết sống lại thì họ suy gẫm lời Chúa nói, rồi họ mới thấy rằng những lời Chúa nói hợp với Kinh Thánh và đó thật sự là lời Đức Chúa Trời. Có nhiều lúc chúng ta cũng phải trải qua một giai đoạn đó là suy gẫm lời của Chúa và thời gian để chúng ta hiểu thấu lời của Ngài. Từ đó mình mới thấy nó bổ ích cho đức tin của mình. Không riêng gì chúng ta mà các môn đồ trong Kinh Thánh đã trải qua cái kinh nghiệm này khi mà họ nghe lời của Chúa và phải mất nhiều thời gian họ mới suy gẫm thấu đáo. Nhưng lời của Chúa trước sau gì cũng ứng nghiệm, cũng đúng. Chúng ta có một niềm tin như thế. Chỉ là chúng ta có thể chưa hiểu tới, hoặc chúng ta còn thiếu sót, hoặc là còn một nhiều khía cạnh mà chúng ta còn bị giới hạn, còn bị mù mờ mà thôi. Nhưng lời của Chúa là chân lý, là tuyệt đối đáng tin. Câu Kinh Thánh tiếp theo ở đây là đương khi Chúa đến Jerusalem, đương khi người ta đến hành hương trong lễ vượt qua đó, thì họ thấy việc Chúa làm, những lời Chúa nói thì họ tin. Và ở đây chúng ta cũng học được bài học là người ta thấy việc làm, thấy lời nói là họ tin. Nhưng mà để biết cái tin này là tin có thật hay không đó, thì chỉ có một mình Chúa biết mà thôi. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay ở trên thế giới này đó, thì cũng có người nói là tôi tin ông trời, hay là tôi tin những cái tổ chức này, tổ chức khác. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nhân Đức Chúa Giêsu chẳng chẳng tin, hay là chẳng phó thác mình cho họ. Thì Thảo có học được bài học gì ở đây hay không? Dạ, tôi thấy là nhiều người dân Do Thái thời đó thấy việc Chúa làm thì họ tin Ngài. Nhưng mà các sách phúc âm thì lại không ghi rằng những người dân Do Thái thời đó tin những lời Chúa giảng. Họ tin những phép lạ của Ngài mà lại không tin những lời Chúa giảng. Ước gì họ tin những lời Chúa giảng thì dân tộc Do Thái có lẽ là một dân tộc chấp nhận Chúa Giêsu đông nhất, bởi vì Chúa giảng rất rõ ràng: ta là đường đi, là chân lý, là lẽ thật, không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Những lời Chúa giảng rất rõ ràng, rất dễ hiểu, nhưng người Do Thái chỉ tin vào những phép lạ mà họ thấy chứ không chịu tin vào lời giảng mà họ nghe. Đó là một điều đáng tiếc, và đối với chúng ta ngày nay cũng vậy. Nếu như chúng ta nghe lời của Chúa giảng rất nhiều ở trong Kinh Thánh, nhất là trong sách Tin Lành Giăng, rồi bài giảng trên núi, trong các sách Phúc Âm đều ghi lại. Nếu chúng ta thật lòng lấy lòng tin tin
vào lời Chúa giảng thì mọi sự đều trở nên sáng tỏ và rõ ràng, và chúng ta sẽ đi gần với Chúa, sẽ ở trong chân lý của Ngài. Chúa biết chúng ta, Chúa biết mỗi lòng chúng ta. Trong câu Kinh Thánh mà ở đây câu 24, 25 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ vì Ngài nhận biết mọi người. Chúa biết mỗi lòng. Đây là một cái điều khiến chúng ta cũng cần phải cảnh tỉnh và cũng được an ủi, phải không mục sư? Khi mà Chúa biết lòng thành khẩn của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Bài học cuối mà tôi học được ở đây đó là giống như người Do Thái, người Việt của chúng ta cũng có một cái lòng mộ đạo, cũng có cái ham thích những cái việc thiêng liêng, chẳng hạn như là đền thờ. Và rõ ràng là tôi thấy mỗi năm người ta bị lợi dụng rất là nhiều về vấn đề tín ngưỡng. Họ đi vào đền thờ, họ cúng, họ dâng, họ làm đủ thứ hết á. Nhưng mà nếu mà họ học được đoạn kinh thánh này á, họ thấy là người chủ đền thờ hay là nhà cha trên trời, thì mình phải hiểu cái tâm tình của cha, của Đức Chúa Trời. Hay là những người mà đi tôn thờ đó phải biết là cái việc mình làm nó có ý nghĩa gì, nó có giá trị gì, nó có thật hay không, nó có phát xuất từ đáy lòng mình hay không. Và đây là một cái điểm mà chúng ta dễ bị lừa dối lắm. Chúng ta nhìn bên ngoài mà không có nhìn bên trong. Cho nên tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta trong những hoạt động tôn giáo của mình hay những cái sinh hoạt tâm linh của mình, hãy luôn luôn nghĩ đến Đức Chúa Trời là ai, Ngài đã làm gì cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta làm gì. Con người có cái nhìn khác, nhưng mà Đức Chúa Trời có cái nhìn khác. Con người thì chỉ thấy bên ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Vì vậy Kinh Thánh nói rằng Chúa không có phó thác mình cho họ, hay cách khác là Chúa không có tin họ, vì Ngài nhận biết mọi người, mỗi người, và không cần ai làm chứng với người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Đây là một câu Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Là thưa quý vị và các bạn, dù quý vị là người Mỹ hay là người Việt Nam, người đã theo tôn giáo này hay tôn giáo khác, nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời này đấng tạo dựng, Ngài dựng nên chúng ta và Ngài biết tận đáy lòng của chúng ta. Nếu lòng chúng ta hướng về Chúa, kêu cầu Chúa, chúng ta sẽ được biến đổi để đến nỗi là tin Chúa và yêu mến Chúa, phụng sự Chúa, noi gương Chúa đó, thì tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận và ban phước cho chúng ta. Mặc dù bên ngoài có thể khác nhau, nhưng mà bên trong quan trọng là Chúa chấp nhận mới là điều quan trọng. Cho nên nha, buổi học Kinh Thánh năm nay nhắc chúng ta nhớ đến việc Chúa dọn sạch đền thờ ở Jerusalem. Chúng ta cũng nên cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa ban quyền năng của Đức Thánh Linh để dọn sạch tấm lòng của chúng con, tấm lòng ô uế, lòng hận thù, ghen ghét, tấm lòng ham mến thế gian, hoặc là một tấm lòng xa cách Chúa, xin Chúa tha thứ. Tôi nghĩ rằng đó chính là cái thái độ tốt nhất khi chúng ta học lời của Chúa và áp dụng lời của Chúa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, cảm ơn thầy Lê Minh Tảo trong sự tham dự chương trình học hôm nay, và kính chúc quý vị một tuần lễ mới đầy tin yêu và hy vọng. Xin cảm ơn quý vị thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ. Con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài toáng át thương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuất tương lai, chân mệt nhoài thấp giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát thương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, ta thôi tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi, toàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi.